mà lấy tiếng là của gia đình cháu Trung, cháu Hồng ở xóm Ngò, có lẽ là để tiếng của chân trọng kính mời. Gia đình tăng chủ chân thành cảm ơn quý vị đã về thăm viếng. Tháp hương xong, mời quý vị ra bàn uống nước chia buồn cùng tăng quyến.
bày chiếc linh sàng phục vụ là của các cháu địa bàn Tân Kim. Kính thưa tang chủ, kính thưa quý khách, kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Xuân Thanh. Được tin cụ đủ số 250 về với tiên tổ, chúng cháu là tập thể nam nữ học sinh lớp 12Q khóa học 8285 trường Trung học Phú Bình cùng với bạn Tuấn là con trai của cụ. Về đây có lời hỏi thăm, động viên và chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến và xin được thắp nén nhang để kinh viếng hương hồn cụ. Kính mong rằng cụ sống khôn thác thiêng ở nơi chín suối luôn phụ hộ độ trì cho con cháu anh em họ hàng, cho bà con nước xóm được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Vô cùng xúc động trước những mất mát lớn lao này, chúng cháu chẳng biết nói gì hơn. Trước giờ chia ly âm dương cách biệt, xin kính chúc cụ về cõi vĩnh hằng được yên giấc ngủ ngàn thu. Để tưởng nhớ và vĩnh biệt cụ, chúng cháu xin được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Hãy
Trên lời của gia đình tăng chủ, cho thầy cảm ơn quý vị đã về thăm viếng. Thắp hương làm lễ viếng xong, mời quý vị sau bàn uống nước chiêu buồn cùng tăng quyến. Gia đình xin cảm ơn quý vị về thăm viếng. Thắp hương xong, mời quý vị sau bàn uống nước.